Em chuẩn bị bao nhiêu lâu cho các hành trình của chị đẹp đánh giá là Dạ, xong? các anh chị cũng chia sẻ là mình đi luyện thanh này, nên em cũng có đi học nhảy, giải phóng hình thể, rồi là cái cách trình diễn performance. Ngoài cái việc mình chuẩn bị trước á, mình còn phải học tập ở trong chương trình nhiều, tại vì mình đâu có biết là đề bài của mình như thế nào đâu. Đúng rồi. Vậy thì cho anh hỏi rằng là trong quá trình mình tham gia là có cái kỷ niệm nào đặc biệt với các chị đẹp không? Với chương trình? Ôi, em thấy rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Tức là hồi trước á, em rất là ngại để tiếp xúc các chị ở trong giới nghệ sĩ, và nhất là các chị đại. Mình gặp mình chị già, chào anh, chào chị trong một khoảng cách từ xa, mình không có dám nói, bộc lộ cái cảm xúc cá nhân của mình. Nhưng mà khi mà quay trong chương trình thì mình được có cơ hội kết nối với từng chị, và mình hiểu được sâu sắc hơn về tình cảm của chị em. Trong chương trình thì Hen không phải là nhỏ tuổi nhất, nhưng mà mọi người nhìn thấy mình về cái khả năng của mình thiên về âm nhạc, về trình diễn đó, mình còn yếu rất là nhiều. Thế thành ra mình được dành cái sự quan tâm, khích lệ và động viên, làm cho mình cảm thấy giống như là mình là em út ở trong nhà, và nhận được sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ của các chị rất là nhiều. Thế thành ra mình thấy đây là một cái bài học mà Hen nghĩ rằng là nếu mà không tham gia chị đẹp á, Hen sẽ không có được những cái trải nghiệm và cái cảm xúc cũng như là cảm nhận như vậy.